À, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thành Thanh, ca khúc được mang tên Hoa Trinh Nữ. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ca sĩ Mai Trần Thị Thanh. Xin mời ca sĩ ạ. Xin chúc các anh chị em và các bạn một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc. Quân vương giữa
một cành trinh nữ khô. Xin cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Mai Trần Thị Thanh rất nhiều.